nắm tay vợ bạn, chết ngay sau đó. Nhìn thấy cảnh đồng nghiệp đang nắm tay vợ mình, người đàn ông 35 tuổi nổi cơn ghen, khiến một người chết, người còn lại phải ở tù. Ngày 15 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tính, ngụ quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, 12 năm tù về tội giết người và bồi thường 80 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân. Theo cáo trạng, ngày 29 tháng 9 năm 2017, nhóm thợ hồ, thợ sơn gồm Nguyễn Văn Tính, sinh năm 1984, Nguyễn Thị Ngọc Lợi, sinh năm 1991, vợ Tính, và Trần Văn Mỹ cùng 3 người khác cùng ngụ tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức nhậu tại nhà trọ trên đường số 10, khu phố 3, phường Tăng Nhơn, Phú B, quận 9. Tàn cuộc, mọi người rủ nhau đánh bài ăn tiền, nhưng chị Lợi không đồng ý và kêu chồng cùng lên lầu 1 ngủ. Trong lúc Tính đang nghe điện thoại, thì anh Mỹ leo giàn giáo để lên lan can lầu 1 gặp chị Lợi. Chị hỏi anh lên để làm gì rồi cả hai cãi nhau. Chị Lợi đẩy anh Mỹ xuống nên anh nắm tay chị kéo lại. Lúc này Tính nhìn thấy hành động của anh Mỹ và hỏi anh định làm gì vợ mình. Sau đó anh Mỹ liên tục chửi thề, thách thức và đe dọa gọi người tới đánh nhau. Tức giận, Tính dùng búa đánh làm nạn nhân tử vong.